Cũng trong dịp này, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc mừng công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Sun Group, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng DRC và công ty trách nhiệm hữu hạn Universal Alloy Corporation UAC Việt Nam. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp. Dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, song các đơn vị, doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo ba đơn vị cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố Đà Nẵng trong việc ban hành các cơ chế, chính sách và chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh phát triển. Đặc biệt, thành phố đã ưu tiên nguồn lực vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng là lực lượng sản xuất, công nhân và người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đại diện Sun Group cho hay, dù tạm dừng hoạt động trong thời gian dài vì dịch bệnh, nhưng đơn vị vẫn sử dụng nguồn lực sẵn có để chi trả lương và giữ chân 100% lao động của đơn vị. Hiện công ty đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để mở cửa hoạt động trở lại. Đại diện DRC Đà Nẵng cũng cho hay, hiện 100% lao động tại đơn vị đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Công ty đã sẵn sàng nâng công suất nhà máy lốp Radian từ 600.000 lên hơn 1 triệu lốp vào đầu năm 2022 và tiếp tục mở rộng thị phần xuất khẩu, đặc biệt là tại thị trường Mỹ và EU. Đại diện UAC cũng cho hay, đơn vị vẫn duy trì năng lực sản xuất và hiện đang có nhu cầu tuyển dụng thêm từ 200 đến 300 công nhân làm việc cho nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ tại khu công nghệ cao Đà Nẵng.